Captain! Let's go, baby! Ai thường thì đọc cùng mình nhá. What? Bên trái đó. Bên phải đó. Yeah. Nhận quá nhiều lời phản xét. Yeah. Tự yêu thương đi chán ghét. Yeah. Anh em đoàn kết lấy sức càn quét. Không thể dừng lại bán kết. No stress. Dù under hay là showbiz. Sợ Covid, sợ tay, sợ mắt, sợ mình. Mới về ngay cửa bên. Có thể em đi qua nóng, như Quang Hải đã đá bóng. Flow nhạc thì catchy, đã có hơn cả Pepsi. Vẫn một chữ real không cần phải bình vẽ. Là chủ đề đau cạn cái hay kể. Có vài định kiến thì cần phải thay thế. Mọi người đều thích khi mà Hải quay xe. Vậy nên ai sẽ là người đi tiếp? Ai, ai, người là ai? Ai phải nói lên lý tiếp? Ai, ai, người là ai? Ai được coi là thiên tài? Ai, ai, người là ai? Ai sẽ trở thành huyền thoại? Ai, ai, hold up. Liêu lo anh chắc bây giờ họ chứ không chỉ có một flow. Không như gì dù truyền thông với TV thì cũng chỉ có một post. Còn nghe nói em thích chơi đất, beat vẫn còn đem chơi đất. Chơi melody như là Jay-Z, killing this game như Swae. Anh làm MC, haters, ghen tị, Trần Thành, MC. Nói câu nào anh chen đi, lịch sử Việt rap giờ đã thêm 100. Làm nhạc cả đêm thì cũng nên cho mắt. Con chi súp boy dễ thương, như cái tên hot nhất. Ai sẽ là người đi tiếp? Ai, ai, người là ai? Ai phải nói lên lý điệp? Ai, ai, người là ai? Ai được coi là thiên tài? Ai, ai, người là ai? Ai sẽ trở thành huyền thoại? Ai, ai, hold up. Làm quen với những lời đánh giá. Vì chặng đường phía trước còn gian nan. Nỗ lực sẽ trả bằng thành quả. Phần thưởng xứng đáng dành cho người can đảm. Yes, sir. Có bao giờ bạn thấy mình lạc lõng? Tâm tư chất cứng khi không ai tin tưởng. Cảm thấy bất lực khi mình có định hướng. Nhưng mà áp lực sẽ tạo nên kim cương. Có bao giờ bạn thấy mình lạc lõng? Tâm tư chất cứng khi không ai tin tưởng. Cảm thấy bất lực khi mình có định hướng. Nhưng mà áp lực sẽ tạo nên kim cương. Lần cuối đây. Quá phước độ. Người ở đây. Yeah, yeah. Thì hôm nay ngoài mang đến cái track signature của mình ấy, thì mình có mang đến một món quà nữa. Đấy là cái bài nhạc mình mới release, cái MV mới Walk on the Cheese. Ở đây đã anh nghe về đấy chưa nhở? Ok, shout out to my boy 16 Piatti. What up, what up, Quang Sơn Quang Vương. Yeah, yeah, we're still here together. Let's go, baby. Yeah. We just do our thing, baby. Yeah, yeah. Walk on the streets, never stop. Call the beat, yeah. Walk on the streets, never stop. Call the beat, yeah. Walk on the streets, never stop. Call the beat, yeah. Walk on the streets, never stop. Call the beat, yeah. White tee cùng đen hat, graffiti dù phép kẹp. Hay là thấy là khép nẹp. Shut up đừng có bẹp xẹp. Xuống phố là bành bao. Gặp anh em và xem xem. Tự tin và mạnh. Gang người trong rap, yeah. Tu tập người gang trong hút. Tập đi hay xong lúc sẽ đi bộ freestyle, yeah. Mai phải là show cho good. Nó sẽ là lưu bút. Sao phải cố đi hại, yeah. Phải làm cho nó vĩ đại, ey. Họ nói bạn có khí khái, yeah. Đam mê đâu phải vì ai. Nhưng keep it real thì không có gì sai, yeah. Rap đâu phải thi tài. What? Đắp sâu mà nghỉ hoài, huh? Có gì
biến để lại tiếng thơm giống như chú trí tài. Lịch sử sẽ ghi lại Nick và Miệt Tì là những bậc kinh tài. Beat on khi ta đi xuống phố, tin bản thân chứ không tin tận số. Giàu nghèo hay những lần sướng khổ cứ chịu đi vãi tận hưởng nó. Nàng ngồi bay là đêm sương mờ, vẫn câu là nơi ta đứng nhờ. It's real, hôn mình ngả vai và tương trợ. Đi lên từ những con đường nhỏ. Walk on the street, never stop. On the beat, yeah. Walk on the street, never stop. On the beat, yeah. Walk on the street, never stop. On the beat, yeah. Walk on the street, never stop. On the beat, yeah. Walk on the street, never stop. On the beat, more time on my wrist, more rhyme in my list. Ladies get my handle, busy work, no time for bitch. Going through my waist list, you don't know I'm gonna reach. Yeah, gotta stay with me. They wanna be like me. Dumb song, real swag. Shout out to my G. Bitches, what T? 16, my T. Keeping my dream. She think her like queen. Vẫn cứ làm việc sai chơi rap. Mang cảm thấy hào đến một nơi khác. Có tận văn phòng, có tận phê xa. Anh gặp tao khệ như là ASAP. Tiếp tục cống hiến để đời đi lên. Xin tên nó sai, giờ đã ghi tên. Mất tình quý mến, chú ấy ghi tên. Thành công đang đến, không biết đi về. Walk on the street, never stop. On the beat, yeah. Walk on the street, never stop. On the beat, let's go. Walk on the street, never stop. On the beat, yeah. Walk on the street, never stop. On the beat, yeah. Không để cho bất công phải throw in chuyện như BMB. Old school in a low rider. Trông hơi hư nhưng mà chị em thì có cơ hội là hôn ngay. Đi theo bài đồng trong hôm nay. Yeah, ladies and gentlemen, give it up for BRT and 16T. Cảm ơn anh Thành ạ. Yeah, cảm ơn em. See ya. Yeah. Bài vừa rồi là Walk on the Street, sản phẩm mới nhất của 16 Team dành tặng riêng cho chương trình Rap Việt Concert ngày hôm nay. Bây giờ các bạn qua ai tiếp theo ạ? Các bạn trên xe anh lùng lại bắt trên anh khi cái xe nặng cho cố vô rồi giờ đẩy không nổi các anh lùi nữa à hướng nào lên lên hả lên các bạn ơi tôi muốn giới thiệu tiết mục tiếp theo đó là bọn kết hợp của Andro và Gonzo. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.